các bác nha. Hôm nay mới đem về được hai em máy cài Kubota 2601 nha các bác. Một con hai cầu, một con một cầu nha các bác. Các bác coi là con 2601 DT 2 cầu nha các bác. Máy rất là đẹp luôn nha. Dòng Kubota 2601 là dòng máy bãi nha các bác. Máy Nhật. Máy rất là đẹp luôn nha các bác. Kubota 2601 DT nha các bác. Vỏ sao nó này. 2 cầu. Sau đuôi nó nha các bác. Đuôi xế của nó nha các bác. Quá đẹp luôn các bác ơi. Dòng máy nhỏ gọn nha các bác. Dòng máy bãi. Này cái bồ của nó nha các bác. Này cái cầu trước của nó nha. Hai cầu. Dòng máy này rất là bền nha các bác. Dòng máy bãi của Nhật. Này. Kubota 2601 DT nha các bác. Máy rất là bền luôn. Máy này còn kêu bằng là nồi đồng khói đá nha các bác. Dòng máy của Nhật là các bác đã biết rồi. Máy của Nhật rất là bền nha các bác. Ở dưới dạ lường của nó nha các bác. Cây hắn của nó mà còn màu bạc luôn này các bác. Này cái yên ngồi của nó nha các bác. Rồi nổ máy lên cho các bác nghe tiếng máy của nó nha các bác. Đây. Đúng là máy bãi của Nhật có hát nha các bác. Máy bãi của Nhật nổ rất là đã luôn này. Kubota 2601 DT 2 cầu. Đầu đèn của nó nha các bác. Giữa nó cabo lên cho các bác coi nha. Này lên ga cho các bác nghe nha. Tiếp theo nha các bác. Này. Kubota 2601 một cầu nha các bác. Máy rất là đẹp luôn các bác ơi. Này vỏ của nó này. Này đầu đèn của nó nha các bác. Máy rất là đẹp luôn.
quay với dạ lường của nó cho các bác coi nha. Ngoài sau đùi của nó nha các bác. Này đùi xới của nó nha. Máy bãi của Nhật nha các bác. Dòng máy của Nhật là rất là bền luôn các bác ơi. Này, Kubota. Rồi, đề máy lên cho các bác nghe tiếng máy của nó nha các bác. Tiếng rất là đã luôn nha các bác. Kubota 2601 nha các bác. Ở dưới ở nắp cabo lên cho các bác coi cái máy của nó nha. Đây. Lên gà cho các bác nghe. Có cần dòng Kubota 2601 DT 2 cầu hay 1 cầu thì hãy liên hệ số bên dưới nha. Cái máy mà cái bô nó mà còn màu bạc luôn rồi.